Ok, xin chào anh em. Rồi, tối nay chúng ta chơi campaign của Tôn Sách. Là một trong những clan mới trong phiên bản DLC Over Betray này. Chúng ta cùng chơi xem clan này có gì hay ho nhá. Chế độ chơi luôn luôn là Legendary. Ok, let's go. Trận loạn Ping Rừng 千言日久, 暴虐董贼, 虽已伏诛, 天子, 人为贼臣所挟, 诸侯, 伺机而动, 互相攻伐, 时局动荡不休, Hello, 百姓, 民不聊生. Hoàng Đen Ta. Từ khi Phổ Lũ tướng quân Tụ Nghĩa Hắc Sơn. Hello Blue nha. Rồi. Cột lắc. Less lắc. Cái cột này tôi cũng lấy cái cảm hứng ngoài đời của thế giới ngoài đời, mà trong cái tiểu thuyết Tôn Sách là đi săn không may mắn là bị ám sát chết, thì CA họ lấy theo cái cảm hứng đó, vì khi nó thì cái cột này nó cũng dựa theo cái may mắn đấy. Đó, may mắn hết thì sẽ bị ám sát chết đó, bởi vì họ CA họ chắc họ cũng thấy rằng là cái chết của Tôn Sách quá là nhảm nhí. Thế nên là họ cho cái cột lắc này ở đây. Cũng hợp lý thôi. Ấn cho Ngô Phu Nhân đeo. Lúc này xem ra phả có những ai. Tôn Kiên chết rồi, còn Ngô Phu Nhân thôi. Tôn Quyền là 12 tuổi. Tạm thời cho Ngô Phu Nhân làm người kế vị đi. Cầm ấn lên xem đội nữ anh á. Chưa được, bởi vì anh chưa có đất, anh phải chiến đất đã. Cứ đeo bừa lên thôi. Ở trong chuyện phim thì là lúc này là Tôn Sách đang kiểu như là nương nhờ Viên Thuật ý. Sau khi Lưu Biểu lập mưu giết chết Tôn Kiên thì toàn bộ Giang Đông gần như là trong tay của Lữ Biểu. Đó, chỗ Trường Sa ấy. Thì lúc này, lúc đấy Tôn Sách phải đưa ra cái quyết định, đó là phải nương nhờ Viên Thuật. Thì khi đủ lông đủ cánh rồi thì anh cũng đang dần dần nghĩ cách để có thể tách ra khỏi Viên Thuật ra. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là đánh thằng này, Lục Khang. Đó. Thắng lợi đẫm máu à? Mình đánh tay quá nhỉ? Mình đầu tu đi. Lục Khang chiếm lĩnh. Đó, và khi chiếm được thành này thì Viên Thuật hứa sẽ cho chúng ta cái thành này làm bản doanh. Rồi, trong phiên bản 1.5 này thì chỉ có Tôn Sách và Lữ Bố là sẽ có quét thôi. Cái quét đây này. Rồi, cái quét đầu tiên chiếm Tân Đô để sau đi. Cho Jimmy Phạm nha. Rồi sau khi chiếm được Lư Giang thì một loạt các công thần quay trở lại với chúng ta. Hoàng Cá, Trình Phổ và Hàn Dương. Cá nhân tôi thấy cái Trình Phổ thiết kế phiên bản này nó hơi có vẻ lỗi. Tại sao lại lỗi? Bởi vì cái mặt của Trình Phổ có vẻ nó bị bé quá so với các tướng khác.
Hoàng Cái mặt các tướng khác mặt thì nó vừa vừa, nhưng mà Trình Phổ tôi cảm giác như cái mặt nó hơi bé, đáng lẽ nó phải to ra một chút, nhìn nó không cân đối lắm, hơi khó chịu. Tích tích xà mâu. Không hiểu sao mãi mà Hoàng Cái vẫn không có một vũ khí riêng, trong khi là một mãnh tướng. Rồi, mà kệ đi. Cái gì đây? Giang Biểu Hổ Thần. Kìa, cái này option mới này. Cái này là mới nhé, trước giờ chưa có cái này. Hàn Dương cũng thế. Đây là ba vị tướng này đều có cái búp này, Giang Biểu Hổ Thần. Những mãnh tướng hộ quốc. Trước mặt tuyển Trình Phổ. Trình Phổ chơi cung. Hơi ít bộ binh. Giao thương được với viên thuật này, tạm thời có giao thương với viên thuật đã. Để tôi bật cái đèn à. Wow, cưới được một loạt các. Hình như là mình có người để cưới. Thảo Tháo xem nào. Nhân. Viên Thiệu có ai? Viên Thượng, một viên Hy. Viên Thuật. Chả qua lại cưới cả. Rồi, di chuyển bất kỳ các quân đội tiếp theo đến đây. Tuần sau chúng ta mới làm được cái điều đó. Giao thương xong thì chả còn gì để ấy nữa. Đơn vị này duy trì 120. Chuyển sang là ngoài được. Một đạo cung nữa là được. Thì có âm tiền không? Có đấy, một đạo nữa là âm tiền. Trình Phổ lắp đồ cho nó. Rồi. Tôi sách đi rất xa. Trước mắt là chúng ta có quét đến đây thì cứ để tuần sau rồi tính. Qua lượt xem nào.
đưa ngọc tỷ cho viên thuật. À đúng rồi, thì nó sẽ bị mất ngọc tỷ. Chúng ta sẽ có cái búp trừ 2 lượt tập kết và trừ 20 phí duy trì. Nhưng nếu không đưa thì chúng ta sẽ có 5 điểm reckless luck button. Việc đéo phải đưa. Giữ lại. Ui, giữ lấy là đánh nhau luôn à? Sợ đếch gì? Đập luôn viên thiệu anh em. Ui giời, ly khai được ngay với viên thuật thì đâu đi. Sợ đếch. Quánh viên thiệu. Có luôn cả Chu Du này. Sĩ nhiếp thì có gì hay đâu không? Sĩ nhiếp chơi chán chết rồi nè. Tạ tỷ Châu Lan. Mấy tướng này cho lên đây mình chưa quên được cho. Trừ 10 bổng lập nhân vật. Chắc là bổng lập nhân vật cao nào. Đây là phí duy trì. Cái này nó đang dịch từ tiếng Anh nên tôi cũng không biết mấy cái chức này nó là cái gì. Châu rì sinh biến, vô nhân khờ miễn. Tạm thời cho con này để chúng ta lấy đi ít tiền giao thương. Dìu đấy tôi cũng trả ra tôi dùng. Có lẽ Lexic of U, nhiệm vụ của Đông Ngô. Phải làm theo cái quest này thì mới lên được điểm lách cái lắc. Tí chiếm đánh thằng viên thuật à, nhưng mà trước mắt có hoa được của nó không, hoa được thì đánh. Tôi có 74 điểm này, từ từ để tôi cho thằng Chu Du ít điểm xem. Chu Du lên được một chút level thì nó sẽ hay hơn. Đó.
自父亲谢世以来，孙家的大业便落到了我的肩上。我所做的一切，所打的每一场战斗，都是为了他们。江东当为我辈之将。江东。chỗ nào là ít ít đánh thẳng vào đây đi. Skin này của nó giảm ra thực cận chiến. Sát thương lan.正在遭受攻击，快快快！听命，准备就绪，鼓起勇气，统一，杀光敌军！我军将士杀红了眼。Đánh thắng ấy được điểm lắc không nhỉ? Sơ yên bài xí, quân hú chinh chú mạng. No. Lắc là phải làm quét. Quét ra, trương quân. Oh shit, phải làm quét cơ. Dân mình. Hòa với cái thằng... Thằng này là thằng nào đấy nhỉ? Kệ nó. Không tuyển được tướng đâu. Hết tiền rồi. Rồi một slot giao thương nữa đi. Không giao thương được với ai nữa. Viên thuật là có 3 tỉnh ở đây. Chúng ta dẹp nhanh nó rồi xuống Tân Đô. Đánh luôn. Thế thì càng tốt. Đá thiệt phong yào chân rơ sử. Chú chí. 你困扰了我很久，但也到此为止了。鼓起勇气。
见识听命。Rồi, đặng ngựa chúng ta đây. Đặng ngựa đứng ở đây đi. Ở đây nó không có cung không? Có một đạo cung. Rồi. Cái búp này của Tôn Sách là như nào? Nội tại, sát thương cận chiến, tốc độ cận chiến và người ta hồi năng. Cái này cho đứng cùng tướng thì hay này. Chúng ta sẽ giết tướng của nó trước. Hai tướng này ở đây chưa, không sợ vào tướng này. Giết Kỳ Linh trước, xong rồi chui xuống dưới. Chưa? Thành bại ở do đạo ngựa. Chuyệt đạo sau đít sắc trước.败之时，还不束手就擒？你在说什么？士兵们怒火攻心，浴血厮杀。加快步伐！
举不过是自取其辱。你这厮安敢摇唇鼓舌？准备开战！锣鼓乱进，听命！注意，赶快惩治敌军！准备开战！两甲不留！赶快，赶快！我军一员将领阵亡。我管你，切勿动摇，都在有嘞。就来吧！哈哈，真是有趣，有趣！时机已至，加快步伐，准备就绪。我军士兵丢盔弃甲，真懦夫也！准备就绪，注意，杀呀！顽强过去，尽情厮杀，窜见前方。准备！听命！放！准备开战！鼓起勇气！做好准备！停住！快跑！骑兵在此！加快速度！快快快！顽强不屈！时机已至！敌军士兵正在溃逃，听命听命，准备就绪，准备就绪。上，鼓起勇气，给我射击，顽强不屈，准备开战，动作快点。胜利就在眼前，鼓起勇气，加快速度，射击敌军，躲起来，杀！注意，军待命，速速前进。Nghiêm dư á. Thế này thiên ý. Đâu phong lạ bà. Thế yên, Wom chú bài thua chế chế lấy rơi lạ. Mày quấn hồi chú bà.Vừa clip thôi em.
Giết nó luôn thôi. Chỉnh công. Tôi muốn đánh cả quân trong thành nữa. Tập kích đêm thì nó lại hơi ấy. Tôi muốn diệt một lũ một thể luôn nên chúng ta sẽ đánh không đánh đêm. Diệt hết. Chém đầu Viên Thiệu luôn. À chém rồi, mình chém rồi. Hiện tại phải động thủ rồi. Cái thằng Viên Thiệu mình thoát nè. Chuyện mưa với đạo ngựa này thì mấy thằng viên thuật cũng chơi luôn đấy chứ. Thuật là cái đinh gì? Tôn Sách thì chết một mạng rồi nên chúng ta không được để mạo hiểm. Trình Phổ rất là mạnh, nãy giờ đánh nhau toàn đầy máu, sợ thật. Cứ xây bừa mấy cái này đi. Chắc bởi vì tôi thế công nên chắc bọn nó chả lên đâu. Nhưng cứ xây. Cái gì cứ xòe xòe thế nhỉ? Chu Du giáp trâu à? Anh toàn để Chu Du được sau thôi. Chu Du cái búc của Chu Du khiếp vãi trưởng. Quân đặc biệt ngay lập tức là như nào? Mua quân đặc biệt ngay lập tức là sao? Lý Ánh Thuê á? Ý ông là Lý Ánh Thuê á? À. Chắc là có, chắc là nó cũng giống như kiểu Tôn Sạnh, Tuân Kiên thôi. Nhưng mà có bao giờ tôi dùng cái đấy đâu. Chả gần như chả bao giờ mình dùng cái đấy luôn ý. Vì clan, nói chung Tuân Kiên và Tôn Sạnh là những clan chả bao giờ thiếu tướng. Chỉ có thằng Viên Thiệu. Thằng Viên Thiệu thì nó thiếu tướng nên nó phải chơi cái kiểu lính đánh thuê đấy chứ. Mình không có giáo nhỉ. Anh chơi, nói chung là anh vừa chơi thôi, anh vừa vào là anh đánh nhau với thằng Viên Thuật luôn. Nó bảo anh giao ấn, anh không giao luôn. Anh chém chết nó rồi, bây giờ đánh mỗi thằng Kỷ Linh với tàn quân nó rồi. Ngựa nó bên này đúng không? Ta đi sang bên này. Trình Phổ khá trâu, chúng ta cho lên. Nhưng mà nên cho vào cái tầm cung của mình.
尔等可敢一战？斩你首级，你如何言语？进军，准备就绪，准备就绪，快跑，快快快！战功已尽，就让你一败再败吧。尽管鼓动如簧之舌，你仍难逃一死。我军将士杀红了眼，向前进军，注意，听命，准备开战，为了大业，报告，准备就绪，加快速度，准备开战，听命，不要留情，诛灭敌军，时机已至。我将重夺荣誉，拖延无益。挺住，不要留情，鼓起勇气，片甲不留，杀呀，顽强不屈。敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈。时机已至，起勇气，杀呀，剑出鞘，杀，准备好了，敌将受手，贼众溃不成军，片甲不留，杀光敌军，坚守敌命，注意，尽情厮杀，杀！你根本无力击败我，到底是个黄口小儿。杀光敌军，出兵就绪，鼓起勇气，准备开战。做好准备，大军准备。哈，敌军士兵正在溃逃，准备就绪，尽情厮杀，加快脚步，杀，加速前进，顽强不屈，折骨断筋，杀呀！停住，骑兵注意，动作快点，我要挖出你的心。无胆匹夫能有何言语？时机已至，诛灭敌军，敌军仓皇逃窜，一群懦夫，赶快赶快，加快脚步，准备就绪，诛灭敌军，进攻，准备开战，快快快，快跑，跑起来，速速前进，剑杀敌，骑兵听命，前进，战情不屈，骑兵准备，准备开战，加速前进，准备开战，片甲不留，跑起来，杀呀，列阵，剑士准备，不要留情，敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈。准备开战，向前进军，攻势，挺住，尽情厮杀，时机已至，动作快点，向前进军，加快速度，杀，杀，提手就绪，不要留情，you
军将士怒火攻心，浴血厮杀。Viết bớt đi tí công thành cho nó dễ. Quân 军将士怒火攻心，违抗军令。Quân 军将士怒火攻心，浴血厮杀。No. Ở thì Úy nó chính là lính thuê đấy.Em hiểu nôm na, ngày xưa thì gọi là lính thuê, bây giờ gọi là hiệu úy. Chứ cái thằng hiệu úy đấy khác gì lính thuê đâu. Đúng không? Nó là thì lính thuê là gì nè. Thuật bảo đi lấy Lư Giang về làm thái tu, kéo cho đánh chết mẹ thằng phản tặc ấy đi. Thuật bảo. Không nhìn thấy nó. Có, ta...Tôn sách có mà, nhưng mà chưa đẻ được, bọn đấy nó cũng tương đối đắt. Đánh nhau khá nhiều, ta lấy hồi quân đi. Đánh luôn, không nó cho nó, không cho nó hồi quân. Có kỳ linh rồi.Tiếp tục chúng ta phải đánh xuống Tân Đô thôi, không thì không có điểm lắc mất. Cho Chu Du cầm kiếm nhỉ. Kiếm này chả biết cho ai dùng. Ngô Phu Nhân. Hợp, có mẹ nó lý.Bác cắt tiền upgrade bây giờ không có tiền để up thành, cứ để đây nhá, chưa cần phải up gì đâu. Hàn Dương có hồi quân này, lấy được này, nhưng mà cao lắm. Hiện tại mình cũng không có gì để trao đổi cả. Đánh viên thuật từ đầu thì nó hơi ấy, hơi nghèo. Cái gì đây, bội bạc, phản thằng ấy lên bội bạc luôn. Mà không thể gọi là phản được, đây người ta gọi là à Quách Gia, đúng rồi, lúc nãy mình nhìn thấy Quách Gia cái đó, tạm thời tưởng Quách Gia thôi.Thằng nào có nhu cầu lên trước không? Trình phổ cho lên đây thì nó sẽ ảnh hưởng giao thương này. Lên cho vào hết để lấy búp.Thêm được một slot giao thương nhưng mà chả giao thương được với ai cả. Chán nhỉ, con lượt. Liêm sỉ là như hồi bạch hổ. Liêm sỉ thì đây là mình... không chịu áp bức bóc lột. Không chịu cường quyền. Vùng lên kháng chiến. Này là vì chính nghĩa chứ sao lại vì gì, đúng không? Các ông thấy chính nghĩa không? Quá chính nghĩa.我等举义，皇天相助，切莫动摇。等我能力进来。能力进来，chúng ta có lương thực ngay。Vu cấm. Ủa, sao không có viên rượu? Không được, diệt hết.
chúng ta phải chiếm chỗ này để lấy lương thực. Tụt xuống một nấc nữa thì chúng ta vẫn mạnh mà. Chiếm cái cảng Tân Đô ở đây là có một ít điểm. Đánh cảng Tân Đô này nếu mà thắng thì có được cộng điểm luck không? Hay là phải chiếm cả ba? Ông nào biết không? Dương Trung nhiều tướng xịn quá nhỉ. Có cả Vu Cấm đấy nhỉ, cũng muốn tuyển Vu Cấm. Tiền thì hơi ít tiền. Chuẩn bị xuất kích. Vây gia hải nội, loạn thế suy định. Tướng level 5 hoặc 6 à? Ta đang hết lương thực. Tôi chiếm được Dương Châu là xong ngay mà. Để tôi diệt xong thằng Viên Thụy Quân Thuật đã. Tôi diệt xong thằng Viên Thuật. Hay là tôi tha cho nó nhỉ? Không được. Tôi chiếm Dương Châu chạy chăn nuôi đã, để tôi tha cho nó. Xong rồi tôi xuống ngay, tôi đánh chân đô. Tôi làm quét. Ok. Xây thêm quân đi. Thoải mái. Vẫn cứ là thoải mái. Kỳ Linh thời đưa cái thanh đao đây. Đó. Anh tịch thu vũ khí tí anh trả lại. Nếu mà ngoan. Đó, có lượt. Anh đánh xong bà Dương Trấn là Thái Sư Tử vào tim. Thế à? Ôi, từ trên nào thằng này cũng đánh mình. Tiết lễ. Nhi bố yông hào ổn. Rú nhi sổ yuen. Anh đánh xong bà Dương. Bà Dương ở chỗ nào nhỉ? Bà Dương như cũng ở dưới. Không tuyển tướng nữa. Tôi hòa với viên thiệu viên thuật đi. Tôi cần một ít lương thực. Không, nó không cho. Không cho thì bắt buộc phải đánh thôi. Nhưng mà nếu mà thế thì thằng này là thằng tiết lễ à, thằng quái nào nhỉ? Sao nó lại đánh mình? À, mình đang đánh nhau với thằng Lưu Do. Quân ở đây cũng tương đối mạnh. Thật ra cũng chẳng cần cái này. Chúng ta cần lương thực đầu tiên thôi. Nên đánh vào đây đi. Thế này không được. Điện rán chí chính, thông chí đi quân. Chọc đu đi. Thường vòng thấp thì cũng chẳng sợ. Quyền lực phân trận, thì trận vô cùng sợ. Quay quần hồi chứ bà. 激情更盛了。Ui rồi lại về à? Chu Thái. Tưởng không. Hết mẹ tiền rồi, sao nhiều thằng về thế? Tiền đi đâu ra? Rồi. Dương Châu nữa. Điểm này vẫn cứ bị trừ. 5 điểm mỗi lượt. Không ai giao thương với mình à? Cay nhỉ. Chúng ta có nhiều chuyện muốn nói.
hai lượt người đến đây. Chiếm nốt Dương Châu xong. Nhà đông con gầm cháu quá đề. Chú tái bị lỗi giật kinh này, lỗi giật kinh gì? Trừ 100% né. Thời gian duy trì vĩnh viễn. Cho Su Thái một mình cân được thằng này không? Thử nhá. Xem nó có lỗi thật không? Trọng khí như hỏa, hùng hùng bất, chu trừng sự nhật, kim nhật sử quy. Không tiền quân được tiếp nữa. Thằng này nó cũng không có tiền. Tiến quân tiếp nữa là chúng ta tuần sau thì vẫn dương tiền. Chuyển quân đây này. Để rồi qua lượt chân nào. Rồi nó đánh nè. Chu Thái mạnh không? Để tôi thử nhá. Để nó đứng ngoài á. Cho nó phi ra ngoài thành đánh nhau cái gì? Được rồi. Để xem một mình đánh nhá. Nghìn quân như nào.在遭受攻击，在注意，停住，快点，赶快进攻，扑灭敌军，仓皇逃窜，以群懦夫。敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈。
军仓皇逃窜，以擒懦夫。Đúng là hơi lỗi thật, không thể mất máu. Trừ 100% để tránh thì đéo rồi nhỉ. Đi quân 仓皇逃窜，以擒懦夫。到底是无胆鼠đáng lẽ nó chắc là CA lập trình thiếu, có lẽ là nó phải đứng im hoặc đứng ra chỗ không giao tranh mới được hồi máu. Đây vẫn trong giao tranh vẫn được hồi máu, có thể là bị lỗi một đoạn cốt nào đấy. Cái này chắc là bị lỗi cốt rồi, có lẽ là nó lập trình là để 10 giây nhưng mà là hồi trong một phạm vi nào đó, tức là trong không giao tranh.家之权，我军士兵丢盔弃甲，臣懦夫也。Có lẽ cái này chắc là lỗi cốt rồi không ạ? Bởi vì nói chung thì những cái game mới ra như này thì thỉnh thoảng nó cũng sẽ bị lỗi cái này được bình thường. Loạn quân 终于得以平息，他们就该是如此下场。没电。Chủ thái một mình chống ải. Một mình anh chống ải. Một mình chống ải là có thật không ạ? Cái này nói chung là không phải do chủ thái mạnh, nó là lỗi cốt thôi. Cái này đi. Điện rắn chí chỉnh, thông chi địch quân. Thôi đánh tay đi. Game dễ. Chuẩn bị chu sĩ. Newbie chơi gì nhỉ? Newbie chơi ngay tôn sách dungeon mới để tận hưởng cảm giác hành bọn họ AI. Hợp lý. Chém đầu nó. Chém đầu nó. Chém đầu nó. Mày. Đi quân 四散而逃，到底是无胆鼠辈。Đua nó có bị mất không nhỉ? Đua nó có bị hết không? Địch quân 仓皇逃窜, 以擒懦夫.
tôi cho thằng Chu Thái cầm cái đại đao của Kỳ Linh nữa thì thành ra bá càng bá. Ừ đúng rồi, thì đang luồn nó thằng này xong rồi ra đánh lưu do mà. Sông lì chu tay yên chen. Chống cửa. Tôi nghĩ lúc đầu CA viết code cho cái thằng này là cái skin này nó phải là hồi máu lúc không đánh nhau, không giao tranh, giống như mấy thằng Văn Vàng ấy. À, chưa chết à? Đứng ngay giữa đây. Đứng ngay ở đây này mà. Đó, tôn sách ung dung đi đến đây thôi. Quân địch mai phục thất bại. Lần này quân mà dám cản bước của mình á. Lần này quân mà dám cản bước của Tôn Sách á. Xin phong ý chí, sơn chuyện khởi chí. Ơ yu phong trông, hay sẽ sống sống ba. Nhưng mà Chu Thái mà cho vào tay bọn AI thì có khi nó quất mình như con nhỉ. Tôn đeo đồ á, Tôn Sách biết đeo đồ hết rồi mà. Quân hơi giật dẹo tí. Nó có cái máy bắn tên là cũng hơi khó chịu đấy. Nó có lên không? Không lên. Lên thì mình lên. Em gái nào á? Phùng phu nhân, vợ của Viên Thuật. Tôn Sách hết cái hồi chết thì nhỉ. Tôn Sách hình như là hồi ghế rồi. Nǐ de sìwǒng jiāng shì tiān xiā de fú yīn.
如此粗鄙，实乃你主公之不幸。我军将士怒火攻心，违抗军令。胜利又近了一步，准备好了，准备冲锋了吗？准备就绪，射击敌军，准备就绪。胜利就在眼前。将士怒火攻心，违抗军令。Bắn hết đi.Tôn sách cũng hơi ít máu, chúng ta cũng không nên mạo hiểm.Viên thuật còn ngoan cố à, cũng nôn nốt cái thành này ra đây lấy tiền đi, đang thiếu tiền. Tiền đi, đang đứng trên đất của mình nên chả sợ. Trừ bổng lộc nhân vật đi. Hơi nhiều tướng đấy, chúng ta hơi nhiều tướng. Dương Châu. Cái này dễ áp được. Mặc hết đồ rồi đúng không? À đây. À, mình phải đặt biệt danh cho cái đạo này là chiến con mẹ nó thần.
không, kỹ năng chó điên này của Tôn Sách này mặc định nó mặc, nó đã vào game nó đã mặc, nó đã học thế rồi. Chứ anh có áp đâu. Mà không biết là skin này là do mốt hay là do bọn là nói. Đấy, trên map sẽ xuất hiện anh này chiến thần. Rồi qua lượt. Chiếm nốt chỗ kia rồi chúng ta xuống đánh phía dưới. Đi bộ không sợ chúng ta. Sơn Sơn. Zai Hui. Trời ơi, động vào chiến thần rồi. Lên. Bựa thật. Giết thằng lưu dọ. Mà còn mà. Vào đây. Chào Tiến Nguyễn nha. Hello em. Ôi vẫn bị tụt máu đấy em ơi. Uầy uầy uầy. Từ từ nó có hồi lại không? Vẫn tụt máu à? Vừa khen nó là chiến thần xong. Nó có quay trở lại không? Quay trở lại chúng ta phải đánh lại game này đấy. Đánh lại cái trận này đấy. Quay lại không? Em nhớ skin chó điên ở giữa mà. Cái mod U King nó thay đổi skin em ơi. Hồi không kịp cả. Thì phải đánh dư dư vậy. Mình cứ tưởng là mẹ nó bá đạo lắm. Quảng khổ thiên đi. Chủ công ý mai xa là đi ý bụ. Rú jin thiên đi phản phụ. Chỉ xu jing đại vây phong chinh phủ. Bị đề búp à. Biện kỳ dô sư vạn hóa. Thần không ở nội tại mà nó cũng cấm được à. Chỉ xí. Bộ quân sư này nó cấm được cả skin nội tại à? Hả chủ công, yêu chàng hở chủ hở thống nè. À không, nó bút cái trừ giáp của mình. Để giết tổng quân sư trước anh em ạ. Lỗi gì trong bạc skin sĩ khí là 100. À mà đi giết thằng. Bây giờ là xem nào, giết thằng quân sư trước. Hoặc là câu búp của nó. Chưa thấy thằng quân sư đâu cả. Đâu, chạy ra đây, hồi máu đã. Đi quân 仓皇逃窜, đi quân 懦夫. Không. Chả phải lỗi đâu, nó bị quất đau quá. Từ từ. Còn bạn à, nó chửi chạy. Rồi, câu xong rồi mình đánh nó sau. Rồi, đợi đấy. Trốn đằng sau đúng không? Mày trốn đằng sau này, con bít này. Này, chạy này, chạy đi.
Mày chạy đi, mày chạy đi. Từ từ, từ ra ngoài. Ra 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 ra. Rồi, rồi, từ từ, từ từ. Vào đây đánh một này. Mày, á, à, nó búp, chạy, 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 chạy. Sao không thấy hồi máu nhỉ? Còn bà là mẹ, chết đi. Chết đi con mít. Giết được cùng giết tận đó. Chạy, nó chạy. Cút ra khỏi bản đồ rồi. Mày thằng lưu dọ. Mày này. Mày này. Từ từ từ, vẫn bị đau quá anh em ạ. Sao nó, sao thằng chú tài nó không hồi máu lên? Sao chú tài không thấy luôn máu như nhỉ? Tôi giết quân của nó đi. Thế này thì đâu phải bá đạo mấy. Thế này thì cũng có gì bá đạo đâu. Vẫn chạy mà. Nó không hồi máu. Skin bọn này nó có gì để trừ mình à? Một phút để hồi một ca máu à? Anh tua nhanh phết rồi mà. Đâu anh thử đánh lại mà. Quảng khổ thiên địa, chủ công đã mai xa lại đi yi bộ. 如今天地反复，只需静待微风轻拂，便可坐视万华腾空而舞。届时，东风已起，而主公又将何去何从呢？ Test thử xem nào. Một phút nhưng mà mình tua cũng tương đối nhanh mà cái thời gian mình chạy ở dưới này. Có hồi. Đúng đấy, một phút hồi một máu. Ok. Thế thì cứ dìa dìa thôi. Đánh đuổi bọn này hẳn đi. Mặt trắng rồi. Đấy, mất kiếm này.
Có con sư này. Ôi nó chưa giáp, chạy. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Con đi này, chết đi. Chết đi, giết nó. Rồi. Đạo cung còn nấp ở đây à? Nấp ở đây này. Nấp ở đây. Đánh cho trắng cời thôi. Trắng cờ thì thôi. Không cho mày tập hợp lại luôn. Rồi. Rồi đấy bọn này. Rồi, hạn chế đấy đi đến đánh đi đánh địch đông quá. Húp bọn này phát rồi chạy ra ngoài. Đồ đánh khó chịu. Làm sao? Thì lưu giò này. Thái sử tử này. Chết đi. Lưu giò. Giết tướng nó chưa? Giết tướng nó trước thì bọn này nó mới hài lòng mới thấp được. Tí, hồi tí máu đã. Cho cái đạn này nhấp nháy luôn này. Đi giết cái đạn con kia đã. May nó không có ngựa. Nó có ngựa là hơi phiền đấy. Nó có ngựa là nó cứ đuổi giết mình. Cơ tiếp. Láo này. Tụ tập nè. 37k rồi. Trình nhảy vào một phát. Láo. Cái vấn đề các ông biết cái cháp của thằng này ở đâu không? Cái cháp của thằng này, cái lỗi của thằng này ấy, đó là nó chạy không biết mệt. Nó miễn dịch mệt mỏi.
Đáng lẽ skin này phải bỏ đi cái miễn dịch mệt mỏi thì là tôi hợp lý này. Nó không thể chạy hùng hục như trâu như này được. Bỏ đi cái miễn dịch mệt mỏi, nó đi chậm cái là skin hồi máu nó bình thường ngay, có gì đâu. Bởi vì nó quá là nó không bị mệt mỏi. Skin này miễn dịch mệt mỏi. Nó còn không tăng độ mệt mỏi nữa chứ. Đi quân thăng hoàng thảo thoát, đi quân nô phu. Đi quân士兵正在溃逃. Đi tướng 受手, thấy trung 溃不成军. Chạy như kiểu phải xe máy. Chạp này, chạp này. 广阔天地，主公已迈下了第一步，如今天地反复，只需静待威风。便可坐视万华，腾空而舞。Lưu Do mang quân đến ngứa người. Đang muốn xuống đánh từ phía dưới Giang Đông, hòa với Lưu Sủng càng tốt. Cái điểm lucky này thằng nào đánh cũng được đúng không? Thằng nào đánh thì cái điểm luck này của auto thắng luôn rồi. Không mất máu luôn. Ui giời, áp cái này nữa còn chạy còn nhanh nữa. Chạy như một thằng điên. Cầm ngay cái đao của Kỳ Linh lên. Chiếm cảng cá. Ủa, trong này giết hết. Không chỉ một ai luôn à. Rồi, rồi xuống đánh chỗ này thôi. Chủ cứ lên đánh mới được à? Đó, cứ chiếm quét được.
đánh một càng là được cộng 5 điểm lucky look này. Nhưng mà không biết là tướng ngoài đánh được không thì thử xem. Không thì phải di chuyển đạo này xuống. Không sao, lucky điểm lucky của mình vẫn rất nhiều. Chắc sợ. Đào thương với tạ tà ma man tí nha. Rồ wo da ji cheng gong, tian xia bi jiang yi tong. Na jiu kuai tian ba. Đó, có lướt. Đợi xem thử xem nó có lên không. Lưu bố bị diệt rồi. Lúc này không để ý. Mã siêu quá. Mã siêu làm sao? Có mã siêu à? Lữ bố. Lữ bố có thể spy được cho mình này. Nhưng mà mình không có spy. Cái hình cái cờ này tức là hai thằng này có thể làm nội gián được cho mình. Ủa thế thì phải cho thằng Tôn Sách xuống dưới này thôi. Ô, quét của Chu Du là quét như nào đấy? Level 5. Đạt level là được. Mấy cái tướng một tướng về những cái tướng này đều phải đạt những cái điểm thuộc tính đặc biệt của họ trên 160 điểm. Đó, thì cứ làm thôi. Có kháng mệt mỏi rồi, chờ con nóc bên này. Ấp dọc đường này thôi. Chú Thái. Anh Chú Thái đi trộm chó. Nhanh như một cơn gió. Ấp thêm cái này nữa thì có mặt chạy. Bà cháy. Chạy nhanh lắm. Xem bao nhiêu. Tốc độ chạy 119.
Ai đuổi được anh nữa, ai chơi với anh nữa. Chả có ai ra thương nhỉ, cay thế. À, lúc nãy là không được điểm lucky đúng không? 100, 200 này, tí xem mình có được ấy không. Tí vòng lên đánh nghiêm bạch hổ. Có lượt. Cái gì đây? Tào Tháo dùng ảnh hưởng của mình dù bảo mình đánh thằng Trương Dương và thằng đéo nào. Trương Dương tít ở trên này cũng được. Thêm tiền đi. À, thay vào đấy thì ngoại giao giao thương được không? Giao thương hay hơn. 1.4 cho nó một lương thực, khá nhiều lương thực. Đó, giao thương cho tiền nó khỏi âm. Thì cải thiện kinh tế thì phải giao thương thì mới cải thiện được chứ không? Lúc đầu mà tiền chủ yếu từ giao thương thôi. Cho nó khỏi âm, nó khỏi bị trừ đi là đỡ ngay. Cứ chiếm Tân Đô là nó được cộng 2 điểm. Black Burton là cái đại chỗ này nó giảm ngay. 195. Cái đồng rũ thử. Ngô Cảnh hòa bình đi cho nó khỏi. Cho nó khỏi giao thương. Ok. Cho nó khỏi cắn trộm. Tiền mặt đi. Lưu Do thì phải đập rồi. À mà Lưu Do hòa cũng được, mình đang đánh như bạch hổ mà. Cứ tạm thời hòa với nó đi. Nhưng mà không có giao thương. Không có giao thương thì không có thì đập. Nó có giao thương thì dùng, thì giữ lại. Tuyển thêm tướng thôi. Tiền nhiều để làm gì? Tôn Du này. Về với anh đi còn gì nữa. Thuần Vu Quỳnh nhìn chất thế. Nhưng mà 41 tuổi mà chả có giáp riêng này. Đó. Làm quét lấy kinh nghiệm đây, từ từ. Đang đến đây, chiếm Tân Đô trước đã. Quả lượt. Rằng chúng ta hai bên cẩn thận hành quân. 阁下心意已决，也罢。 Bây giờ bỏ Tà Tì Châu Lan và Tưởng Khâm, bỏ đi là sa thải á? Bỏ đi làm gì? Cho nó cưới ai đấy chứ, độ gì phải bỏ?
Lấy cái giải đinh đi. Nó giải đinh đánh cho nó dễ thắng. Không có quân thành ra thằng này nó chưa vào được thành ngay. Chúng ta sẽ đánh vào đây bà Dương trước. Giao thương mới được với Trịnh Giang này. Cho nó cái này đi. 0.4 về cho nó ít tiền. Đây đang đánh đây. Có lướt. Ừ sợ. Thật ra tôi không muốn làm công vụ luyện tướng bởi vì bên biết tại sao không? Bởi vì tướng mà lên level nó sẽ tăng cái ham muốn hài lòng. Hiện tại tôi không có nhiều tiền. Tướng nó cứ lên level thì cái lòng tham ham muốn chức vị cao nó sẽ tăng. Khu vực này khá là ghê. Thiếu mục đích phấn đấu tại Tỷ Châu Lan. Tuyệt cho nó đứng ở đây đi. Tôi tuyệt không động dao. Thân xin lại độ rung với một thể. Quách gia có thế không? Ai thiếu mục đích phấn đấu Kỳ Linh này. Mong muốn chức vụ cao. Lá phạm. Tường Khâm. Tuân mệnh. Có hoa chỉ số. Đừng để chân thủ đấy. Làm công vụ à? Để tôi xem thằng nào nó lập trung thành nó thiếu một. Mong muốn chức vụ ca. Thằng Tuân Du này không nên lên level vội này. Hoàng Cái Quách Gia được này. Chuyện cho Quách Gia làm. Nhưng mà không có thương mại ở đây. Có nông nghiệp với cả công nghiệp thôi. Nông nghiệp Ngô Phu Nhân làm được này. Ngô Phu Nhân làm được. Đánh được vào đây chưa? Cái gì nhở? Cái này thì làm sao thằng này làm sao mà đẩy được? Nó không đẩy được cái này đến đúng không? Thử mà. Nó có đẩy được cái tháp này đến không nhở? Anh chú tá một mình là một việc. Việc gì anh cũng làm. Không biết anh có đẩy được cái này không? Sáu số phê hoa. Quân quân thu chi. Liệu anh có đẩy được cái tháp này không? Không biết anh có đẩy được không nhỉ? Chắc không. Ui. Xong rồi tháp này đi của đéo. Ui. Được của nó anh em ơi. Lên. Lên. Sir. Máy tự động, khổ quá, tôi đặt hàng bên EU đấy. Hàng này là Make in EU. Hàng xịn lắm, không phải Make China đâu. Tôi không chơi hàng tàu, hiểu không? Hàng này là hàng EU. Sợ.
tự động luôn. Thật luôn. Bắn cái cờ. Hàng này là hàng xịn lắm đấy. Ui, động cơ chắc là động cơ hơi nước ông ạ. Hoặc là động cơ dầu diesel. Điều khiển từ xa. À không, tôi nghĩ động cơ điện. Kiểu quân địch kìa ngoài trong thành kiểu nhìn nghĩ nó chán. Kiểu tâm lý chán. Sao thế nhỉ? Xong lên. Lên anh em, chém nó. Lên. Mày nè, gì cơ? Bay đầu một thằng. À, vào đây. Mày nè, chặt tay, thằng nào nữa? Nào, cái mày vào đây. Láo. Nào, thằng nào nữa? Thằng nào có ý định vào đây nữa? Láo. Đâu? Này. Chuẩn bị hảo lắm. còn bà là mày chạy đâu, lùa bọn này luôn. Chết nào được, đánh giữa ba quân đánh còn không chết thì trụ bắn thế nào chết được. Chứ con còn một đạo ở đâu được, nó đâu à? Ủa, bọn nó không có quân nữa đúng không? Tôi không thấy quân ở rừng nữa. À đây. Hello. Húc vào cây. Ủa, đi xuyên cây luôn. Chò mày láo đấy. Láo đó. Chọc cái gì? Mổ bụng.
Đánh chuẩn vào anh ơi. Nhằm cái nhằm lính mà đánh chứ đánh tần vào đâu ấy. Múa võ. Để anh múa cho các chú xem này. Rồi bay đậu. Chưa chạy à? Đi lợm nhỉ. Rồi, tua đi, mất thời gian quá. Đánh lâu vãi trưởng. Mà anh đừng đuổi em nữa. Một mình lấy một thành là có thật. Kỹ năng là gì vậy anh? Kỹ năng gì em? Kỹ năng đầu tiên của Chu Thái luôn này. Kỹ năng đây này, Undying Vow này. Ồ, Lữ Mông. Tôi có Lữ Mông rồi các người. Lữ Mông skin gì hay không? Lữ Mông mà đánh nhau à? Đánh nhau áp hướng này đi. Phồng tôm đấm phát trên luôn à? Xe đấy là xe tôi đặt bên EU đấy. Cấp bằng sáng chế đấy. Đừng đùa. Hàng Trung Quốc, cả cái Trung Hoa này nó không kiếm được cái nào nó như thế đâu. Iron Man. Bây giờ đặt biệt danh của Chu Thái là Iron Man. Up cái. Em biết up gì bây giờ. Up cái này tiếp lên để tăng tiền lên. Up tiếp cái này lên đi. Mở thêm slot nữa này. Chính phủ hoàng cái. Kỳ. Bừa đi. Bừa đi. Thằng nào mong muốn chức vụ cao nữa. Đây. Lên chỗ này. Mình lên đấy cho anh. Nói con là thái. Iron Thái à. Không có hòa bình. Tôn trọng quyết định. Cỗ xe tăng Chu Thái. Tự công thành. Một mình tự công thành, tự ấy thành các thứ sợ thật. Liệt hỏa燎原. À, điểm lách lết đầy rồi này. Mắc hết cho Chu Thái.
Anh là... Ơ, chú Thái không được làm chức gì ở đây à? Quên đấy. Chín nó có xe được tiếp không? Bao nhiêu? Chưa không xe được. Đấy không? Bao nhiêu vốn liếng dồn hết vào anh Chu Thái? Tập kích đêm nữa cơ. Up cái này đi để lấy cái skin bar này quẩy cho nó dễ. Đấy, đập vào đây. Xin khoái nụ hỏa, phân dụng xa đi. Uầy, thắng lợi luôn. Anh đi lấy thành như kiểu đi siêu thị, chọn đồ. Vương Song. Vương Song là thằng quái nào? Hoắc Tuấn. Thôi nhiều tướng lắm rồi, chả tuyển nữa đâu. Có dùng đến đâu. Trọng khí như hỏa, hùng hùng bất xi. Bừa gì em? Không cần quân, Chu Thái là đã bảo là Chu Thái là siêu nhân mà chiến thần mà một mình một ngựa lấy thành. Phỉ thì cứ bắt về đầu quân cho mình thôi, còn hoàng tộc nhà Hán thì Chu Di cửu tộc. Uầy, gắt thế cả. Tôi đã bảo Chu Thái là chiến thần mà một địch một vạn mà lại. Ố, à, thằng này là nổi loạn bên này, mình cứ tưởng nó nổi loạn ở đây, giật cả mình. Cái điểm này bây giờ là đang âm 3 rồi, nó tụt rồi. Tiếp tục làm quét tiếp. Quét chiếm Bà Dương nữa. Chiếm một loạt Bà Dương là đẹp. Có hiệp định ký kết gì không? Ký với thằng Tào Tháo đi. Cho nó khỏi... cắn trộm mình ở phía trên. Ủi âm 39 khó đấy. Nó không sao, mình cũng mạnh mà. Nó vào đây mình đập luôn. Chuyến Bà Dương tham gia chiến kiến nghiệp. Coi lên. Bốc thở con. Rồi người ta sẽ biết thôi mà em. Uầy. Anh làm gì vậy? Nuôi phỉ mệt lắm em. Anh ạ. Ờ, cũng được. Nó đang ở chỗ cạnh mình. Mà chỗ đấy mình cũng không có quân. Có ký với nó. Đỡ cắn trộm mình. Đại nhân vật nào được chiêu mộ đây? Đại Kiều, Tiểu Kiều. Oh yeah. Lấy vợ được chưa? Uầy, lại phải mất tiền à? Không cơ cưới luôn à? Lại phải mất tiền. Nhìn thật. Nếu đủ tiền, 2000 tiền đắt vãi trưởng. Giản ung. Chú Thái có 40.000 thôi, 4.000 máu. Không phải, nó không phải do máu. 41.000 nó do cái skin này này. Cái skin này nó hồi 150 máu trong mỗi 10 giây. Là 1 phút hồi 1.000 máu. Nhưng mà nó không bị gián đoạn. Tức là kể cả trong trận đánh em vẫn có thể hồi được. Chính vì đó thế nên nó mới bá đạo.
Rồi, chiếm tiếp chỗ này. Trang binh chiến rư, dụng binh y sư. Bài sơ yên xí, hoan hú chinh chú ba. Ờ, không có Bạch Hổ thiếu tướng. Tôn Sách thì người vô như nước thật. Thì bung mà, có ai bảo không bung đâu. À, lại tiếp tục tặng cho chiến thần tiếp tục ếch thôi. Đâu à? Chưa lên được à? À, xem có cái gì không? Miễn dịch hoảng sợ, cánh quân của tướng. Xem có cái danh xưng nào hợp với chiến thần không. Cái này là sẽ cast cái sợ hãi cho quân địch khi chúng ta là chủ soái này, cũng hay này. Cái này là gươm sắt. Sĩ khí. Có cái nào búp thẳng vào tướng ấy. Cái này toàn hài lòng thôi. Kinh hoàng mình có chưa nhỉ? Chưa có. Miễn dịch hoảng sợ. Miễn dịch hoảng sợ, tức là chỉ miễn dịch những cái skin của tướng, mà tướng bên địch mà có skin hoảng sợ thì nó sẽ miễn dịch. Nhưng mà đây là cho cánh quân, con này dùng cái này đi. Cái này nó dùng cho tướng này. Đó, tướng nó thêm một cái kinh hoàng. Nó sẽ làm cho các đạo quân bên cạnh, quân của bọn nó sẽ, tức là sợ hơn, trừ sĩ khí đấy, đại loại như vậy. Blood Dragon, máu rồng, thành sừng máu rồng. Lem 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 à, cái gì mà lem lem, lại liếm điện thoại à, hay là liếm màn hình máy tính đây. Sở trường và uy quyền, cái này cho ai cầm lại Tôn Sách. Ờ, vô phu nhân thì sao, phu rồi. Tôn Sách đi. Ôi xin mình đách cần, tí cho Tôn Quyền sao. Chả quan trọng. Làm hiệp định giao thương nhỉ? Không có. Nhiếp Úc và thằng nào? À, thằng đấy à, kệ nó đi. Lấy thần 2.7. Thôi rồi, không ký nữa. Kệ vào nó. Có lợn. Tiếp tục đi chinh phạt tiếp. Uầy. À. Thế thì Chu Thái ủa, nhưng mà bọn này hơi đông đấy. Chu Thái một mình tôi sợ cũng chưa chắc là ăn được. Chu Thái trận vừa rồi là một mình đánh bọn nó là cũng hơi căng. Rồng máu chứ. Ai gọi là máu rồng, người ta gọi là huyết long. À ừ thì huyết long khổ quá. Thì huyết long vậy. Thằng này bị thằng Dư Do này muốn chết này mà vẫn cố thủ ở đây. Thành
我军必胜。800 tiền。这次饶你们一命。心有所欲，隐而导之。Thái Sử Tử, anh ý đã về nhưng không có cung cho anh ý. Quá đen cho Thái Sử Tử. Anh hổ ở đây chúng ta hòa bình được không? Tôi muốn đánh lên kiên kia. Không hòa bình được thì lại đập thôi. Nên ưu tiên những cái đồ cộng máu cho Thái Sư Tử. À, cho thằng này. Này đi. Tôi thấy cái này hợp lý hơn. Rồi cái skin đấy thì cho thằng này cầm. Đó. Tăng máu lên. Điện nhân chí chỉnh, thông chi đi quân. Xem nó có tướng thủy nào. Không có tướng thủy. Thế thì dễ đánh rồi. Một địch một vạn. Tôn sách, tôn quyền, tôn nhân, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nhà họ Tôn là có Chu Thái là mạnh nhất. Top 1 bảng xếp hạng. Chuẩn bị chu sư. Yêu sư y bố. Điên nguyên binh trông tại chiến trị. Chạy như một con gió luôn. Anh ấy lao như một cơn gió đến quân thủ. Quay chi hợp binh lý, tướng quân có nạn, chỉ xu cứu viện. Ra đây đánh nhau là chưa gì mất 3 ca máu rồi. Ra đây chống trả đánh nhau nào. Nó hơi nhiều tướng, chúng ta phải giết tướng nó trước đã.
Nó có tên động rồi, okay. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ra đây hồi máu đã. Giết gần được thằng Nghiêm Dư rồi. Chúng ta lại ẩn vào rừng ta hồi máu, như một nhẫn giả luôn. Như một nhẫn giả. Để dình dình đạo cung của nó, mình giết đạo cung của nó. Đua nó bị rơi ngựa em ạ. Anh không thích đua bởi vì đua rất dễ, nó không lấy được ngựa. Mà chú Thái mà mất ngựa là hơi là dễ toi lắm, không chạy được, tướng bọn nó quay thì chết ngay. Có ngựa này mình mới chạy, mình mới rỉa nó được này. Sẽ có bị tụt máu không? Tụt máu ấy. Mình lấy cái búp miễn dịch hoảng sợ cái là thằng này không bị nhấp nháy ngay. Giết đắng cùng của nó. Chạy này. Thì đợi tí ta giết thằng Nghiêm Dư rồi. Hồi máu như COD luôn à. Gì nhau? Lại vào rừng như một nhẫn giả luôn. Hình như tôi để giới hạn trận thời gian trận đấu. Mình mà không đánh trong vòng 60 phút là mình dễ bị toang lắm. Nó chạy thì tranh thủ giết thôi.
đi lẻ là phải trả giá đánh cho trắng cờ cho nó khỏi quay lại. Rồi mấy đạo cung, đánh cho trắng cờ luôn. Không cho mày tập hợp lại. Xong. Rồi, còn mấy đạo cung nữa. Nhắc bên này. Đập, tranh thủ đập vào đây phát. Vào đây phát. Rồi, chạy như ngựa ngay lại quẩy tiếp. Cung nè. Rồi, mày ra đây. Chạy đây, làm gì nhau. Chọc nó phát. Chọc mày chết hẳn đi. Thế đây. Cứ bình tĩnh thôi. Đang đồng tướng nó ở đây. Láo này. Dì nhau ơi, nhìn bạch hổ đuổi bắt bằng mắt nhé. Đuổi bằng mắt nhé. Còn bà già này. Nghe bị hổ. Vào đây quẩy bà lọc. Nghiêm dư mày lại đây. Mày nè, nghiêm dư nè. Láo nó quen đi. Thì chạy để cho nó cung nó không bắn trúng nữa, còn để cung bắn trúng lên. Tớ giết. Nào, dụ dần tướng nó ra đây. Này thì còn nửa tiếng nữa. Hy vọng chúng ta sẽ nên làm nên một trò trống gì đó. Chạy. Nhanh mẹ. Hồi máu đó. Đợi quân nó tàn là chúng ta đánh tiếp. Giận bảy màu. Chết rồi, từ từ nhá. Tôi nghĩ là rút. Mình có thể rút. Nhưng mà tôi muốn giết thêm một ít lính nữa. Coi như là xem giải trí đi cơ ông. Chúng ta đánh nghiêm túc nhiều rồi, bây giờ chúng ta giải trí. Có cái gì đâu mà. Miễn dịch hoàng sợ thì hoàng sợ, nhưng mà nó chỉ đến một ngưỡng ở đây thôi.
Rồi. Hello, motherfucker. Chú đuổi bằng mắt. Nhìn về cái bộ kiểu cay. À, ra đây. Mẹ nó cứ hai tướng kẹp thế nhỉ. Sự vũ đán sủ bệ. Tổ lá nó phải thế chứ. Giết thằng Nghiêm Bạch Hổ rồi. Phải nó chém một phát mình 20 tạng. Mất 3 ca máu luôn này. Đánh xong bật vô hạn thời gian đánh. Hai sáu ca máu, mình vẫn 26 ca máu. Chui vào rừng cho bọn quân bọn nó tàn tàn ra đã. Ly nhỉ? Nghiêm Bạch Hổ chắc cay quá rồi. Đùa dễ mất ngựa lắm. Chúng ta giết được bao nhiêu chỗ kia rồi. Đi lẻ này. Nghe mình hổ cay đuổi bằng được. Một con.
À, rồi, quan xem nào. Trận này nói chung là cũng không thắng được nhưng mà gì cũng được tương đối. Bởi vì tôi để thời gian nó ấy. Công minh dự tăng. Loạn thị Đông Phong, kinh ý thành phong bão. Chủ công cũng đang vì chi khai đạo hiển lộ binh khí. Tuy ý thành hủy diệt, đại có 1700 quân. Khai chợ. Xin hữu sở dụ, ỷ ở đạo chí. Nghiêm Dư bị thương. Đó. Vạn vũ chí có bất diệt chi lý. Áp này lên. Không. Không dung này. Làm cái hợp đồng. Nhiếp Úc, Lưu Do. Lưu Do còn thành nào của, liên quan đến mình không nhỉ? Còn đúng không? Nó còn một cái Bà Dương kia nữa. Phải ra chiếm nốt đã. Nhưng mà trước hết phải đánh thằng này, cho thằng này ra chiếm nốt Bà Dương hợp lý hơn. Qua lượt. Nhi bố yên pa wo men. À ừ, lại giải tán gọi lại Chu Thái. Qua mẹ lượt này. Ru ni so yuan. Quên đấy. À nhưng mà nó lại không chiếm thành, lại đi đánh thằng Chu Thái của mình. À không. Bọn này không hồi quân được. Chu Thái solo lũ bố thì Chu Thái win chặt. Lũ bố nó không phải là tướng đua. Lũ bố nó là tướng quét quân. Skin của lũ bố không phải skin đua. Lưu Sủng bị diệt. Anh báo thù. Đấy, hội gọi hội lên rồi. Nó đánh em đau quá, em phải gọi hội lên. Trộm chó. Người ta gọi là mãnh tướng không? Bảo là trộm chó thì chết tất. Uầy, đứng giữa lòng địch luôn à? À, cho hội quân với Tôn Sách đi. Như bên này là bên quân của nó. Nhưng mà nói thì tôi cái game Tôn Sách này tôi chỉ chơi hôm nay thôi. Hôm sau tôi không chơi tiếp game này đâu bởi vì game này nó bị lỗi. Nên chúng ta chơi game này gọi là giải trí hôm nay thôi. Hôm sau tôi chơi nốt Lưu Bị đi, chơi Lưu Bị đang quấn. Chơi game này không, các ông ấy cứ bảo tôi phá game thì chết. Game này chúng ta chỉ gọi là nghịch thôi nhỉ. Khi nào nó fix xong thì chúng ta chơi lại. Ok. Ok everybody. Siêu đại mãnh tướng.
Sách chó điên. Nghe Vân viết nhỉ? Tài xế ôm với sách chó điên. Vân đấy. Gọi hộ lên rồi, bọn này bây giờ tuổi. Cho xin cái tuổi luôn. Nó vẫn chưa nhìn thấy quân mình luôn à, quân mình ẩn vãi trưởng nhỉ. Không biết chiếm được ngọn đồi này không nhỉ? Tôi sợ không chiếm được. Thôi, không chiếm được đâu. Cho chú Thái ra đây vẫy vào nó. Đây em ạ. Ở đây em ạ. Anh đây em ạ. Chọc nốt con này đi. Ủa. Con này có skin giống Thái Thiên Tử ấy. Chết nó. Thôi chạy. Nhớ đùa. Đây ấy, gọi là không biết cái tên gì có thể thích hợp cho cái bọn này. Toàn yêu quái. Mình là phe tấn công đúng không? Đó thì mình cứ lên thôi. Quên mất mình đang là phe tấn công. À, cũng chẳng cần tiến đâu. Tiếp tục phá tiếp đảo nó. Cày. Sách hồi nách. Sao biết sách hồi nách? Sách thì bị thơm đấy. Đàn yên 阁下功名永垂，当弃之如饴。快住口，休得自取其辱。在，进攻。我军将士杀红了眼。箭在弦上。注意，杀呀！不要留情。Bây giờ anh em tao ở đây rồi. Mình đi định thế nào? Chúng mày định thế nào? Thằng Nghiêm Dư này.
Anh em tao ở đây bây giờ mà định chúng mày định thế nào?士兵正在溃逃，注意，顽强不屈，准备好了，动作快点，注意，杀，挺住，诛灭敌军，使劲杀，准备开战。敌将受首，贼众溃不成军，尽情厮杀，杀，时机已至，片甲不留。哈，敌军士兵正在溃逃，哈，敌将已被我军斩了。Chó điên thì nó có gì đâu, cái chó điên này nó chỉ được cái nhưng mà không kiểm soát được, chính là cũng không hay. Chó lúc nó bị điên lên là mình không điều khiển được, nó cứ đứng đánh ở một chỗ, có khi bị tướng khác nó chém chết ấy. Yêu hổ. Tôn Sách là hổ vằn ấy. Nghiêm Bạch Hổ là hổ trắng. Hổ vằn đánh nhau với hổ trắng. Khoai quẩn hồi chứ bà. Trời sư ráo nì mẹ yì mình. Thà mẹ chô gái sư rú sư xa trắng. Wò chún sổ xương phí mì. Vây gia hải nê. Loạn sự tùy định. Trấn biến thiên hạ. Bái sơ yến xí, hoan hô kinh chúc ba. Sa ya, điện nhân chí tình, thông chi địch quân. Sử phong nộ hỏa, tiêu diệt địch quân. Cho thằng này con ngựa này đi. Chó điên là bị động. Cứ vào trận là nó sẽ ủi. May mình thủ sẵn một đạo quân ở đây. Chiếm nốt cái này là xong quét.
如此。哎呀，好的好的。À, tướng nó xanh chín đấy. Xin 君三思，慎善，再会。Ừ, âm bởi vì nó có quân địch đứng ở trong đấy. Vây gia hải nội, loạn sự xuôi định. Cho đánh vào đây, chủ tá cho lên bà Dương. Hòa bình với Nghi Bạch Hổ được không? Lý Thôi hòa bình. Ui, hòa bình nó cả map ghét luôn. Nó có thể đánh được đây. Đấy, đuổi bọn nó cái là hết âm ngay. Đó. Đẹp rồi đấy. Âm tiền là mùa đông. Mùa đông âm tiền và bị block mất một cái giao thương ở đây nên bị âm. Kệ đi. Chẳng sao cả. Ui, anh Tào Aman đi đâu đấy? Ôi trời. Nó không bị mai phục mới nhục gì. Ai này, Lưu Bình Mẫn. Lưu Bình Mẫn nhìn như đàn ông ấy. tạm thời hòa với thằng này đi. À, nghe mày hồi, chịu hòa bình rồi này. Nói thế hòa bình với nó đi. Ồ, là nì trơ sư. Bà lạ. Nì wò xin xăng yí chù. À, tập trung lên đánh kiến nghiệp. Trọng khí như hỏa, hùng hùng bất xi. Tin tưởng trực giác. Chỉ tuân mệnh lệnh.
这里几乎没人。注意，快点，准备伏击。Lưu Giang bây giờ mà up thành lên là thằng này đến rồi. Chưa up được. Cho Chu Thái tiếp. Lên được, chưa lên được. Cho ấy nhưng mà chưa lên được. À lên được rồi. Ok, có cái này cái quẩy cho nó sướng. Thắng lợi anh hùng. Cứ bao vây. Cho lên level 10 luôn. Tiếp up cái dẻo dài này. Cho nó né tránh cho nó cao cao một chút, xong up tiếp cái này. Đó, 9 và 10. Đó, là đẹp, 9 và 10, 2 skin này nữa. Bá các bà cháy. Xin bù đả là, tạm thời bù đả. Chính là vô lý. Nó có một tướng chả sợ quân. Thiên tự lương chi, chệ bất khả sư. Ờ thì không không nó nhưng mà nó trừ sĩ khí. Cần đi lan, mình trừ sĩ khí là được, là bọn nó chạy đánh cho nó nhanh. Nó chạy. Lệ. Lâu lâu nghịch cái này cũng vui mà. Mai tôi lại chơi Lưu Bị. Ít kỵ bình khó khiển lắm, khiển thằng này đủ mệt rồi. Giúp con này đã. Khoai chi hợp binh lý, tướng quân có nạn, chỉ cần cứu viện. Giết con tướng này mới dễ sống được. Chó này nó không đánh mình. Ý
军仓皇逃窜，以擒懦夫。Đứng sát mép bọn nó vẫy cờ phát là bọn nó chạy luôn. Đỡ phải lo.是无胆鼠辈，将已被我军斩了，敌军仓皇逃窜，以擒懦夫。Đúng rồi, thiếu con chạy nhanh nữa. Chưa chịu chạy đi này, bọn này. Tướng chết rồi mà vẫn còn ngoan cố. Đâu đấy. Ô mình rơi mất ngựa rồi.
Người Tào Tháo chạy nhanh. Tuyệt ảnh. Nhưng mà đâu phải cứ muốn lấy được mấy con ngựa đấy đâu. Ôi, mất ngựa, đánh lâu hẳn. Đi đâu ấy? Họ đang tìm quân của mình à? Đi bộ mà vẫn nhanh nhỉ? Đi quân thăng hoàng tháo thoát, đi quân nô phu. Hy vọng tương lai Sega cho nó tướng la vô đánh thì bị quân vây thế nào nó. Tức là gì à? Không cho tướng địch chạy ra ngoài á hay gì nào? Mẹ bọn này đánh thì đánh mẹ đi, cứ đi đi lại lại. Thế có phải nhanh không? Là phát tướng. Thế có phải nhanh không? Chủ công trừng phong trí sang, lấy chí sĩ lý, công minh rị zâng. Loạn sĩ đông phong, kinh yi trừng phong bạo. Chủ công gần đang vị chí, khai đạo yin lu, vô quân yi binh lu. Chủ công được yi bình xi. Hãy quẩn hồi qu ba. Điểm lắc còn bị trừ một điểm thôi. Tiếp tục đến đây đánh kiến nghiệp.
恢复原样。ngô lý và trường hồn ngô ý fuck để thêm quân ở đây mới được. Trịnh Giang bỏ đi. Bỏ giao thương với Trịnh Giang đi. Giao thán xế sẩm mơ. Chưa đủ. Up lên nào. Hết tiền rồi. Mấy tin nữa, hai tin nữa mới đến. Rồi, dòng chủ thả xuống đây đánh dự trương. Quân lực. Ni wo xiang zheng, liang bai ju shang. 虽然奇怪，但还能接受。啊，不给你的呢，没奥杜的。cũng có thể là do nó mất tướng。这次饶你们一命，快去。Cũng phá phân thôi, game này chơi gì nữa, phá phân nữa. Nghịch nhìn đi. Bùng lại đây đi. Vây gia hải nơi, loạn sự suy định. Giết. Loạn quân 终于得以平息. Xuôi tôi lại. 勇夺荣耀，正在行进。众将请。Sách đại nhân, đến đây chìm kiến nghiệp thôi. Kiến nghiệp không có ai luôn này. Qua lượt. Nghiêm Bạch Hổ đánh nhau với Vương Lãng à? Sầm anh. Chết chết cho chết. Làm về nhà Hán à? Nhà Hán là Lưu Hoành á? Hay là gì? Hay là nhà Hán kiểu nhà Hán mốt? Hào đôn ở đây này.
đổi sang một cái máy này để auto được thành. Bất khả chiến bại. Anh Thái nhà ta. Nhưng mà cứ chơi hết các clan mới trong DLC này đã. Sau rảnh rảnh thì chúng ta lại chơi những cái mod. Nói chung sắp tới có nhiều game để làm lắm. Tôi còn chả sợ không đủ thời gian để chơi game này. Sắp tới một đống game mới. Nói chung là để cái công cuộc phát triển cái kênh này thì tôi cũng phải chơi đa dạng game. Cũng không thể chơi duy nhất game này được. Đa dạng cái kênh này lên thì anh em phải chơi những game khác nữa ngoài game này ra. Và tất nhiên vẫn ưu tiên game này. Những khi nào có DLC mới gì đấy thì tôi vẫn phải chơi. Hứa cổng kệ nó. Rồi chiếm được chỗ này. Chiếm xuống dự trường ở dưới mỏ đồng. Đẹp, quá đẹp. Có lượt. Sắp tới thấy có Resident Evil 3 đấy. Đang tính chơi game đấy. Ôi, thằng nào kia? Lại sáng lượng sáng lượng ba. Và Mao and Blade 2. Toàn game hay. Liệt hỏa liễu nguyên. Anh có anh không có PS. Tiến công. Bởi vì nói chung nó sắp ra PS, nó sắp ra PS 5 rồi, thành ra bây giờ mà mua PS 4 thì nó hơi dở. Tôi chơi Nioh 1 rồi. Nói chung mà Nioh này, Dark Souls này, Series Soul này, Sekiro này là tôi đều chơi hết rồi. Nhưng mà cái vấn đề là Nioh 2 nó lại độc quyền trên PS. Mà tôi thì lại không có PS. Mà nó sắp ra PS 5 rồi nên tôi cũng chả mua PS 4 nữa. Tôi đợi PS 5 ra tôi mua. Nhưng mà thường PS lúc mới ra thì cũng không nên mua. PS 5 cứ phải đợi nó ra phiên bản Pro thì mua. Lúc đấy là nó fix hết mấy cái lỗi linh tinh rồi. Là mua là đẹp nhất. Tôi thường mua Attila có nhập cập nhật mới. Cập nhật của mod hay cập nhật của game? Game này lâu lắm rồi mình chưa thấy update. Trời ơi, anh Thái của chúng ta một mình một phương trời. Không có đối thủ. Hận đời vô đối, tiếp tục đập skin cho anh Thái tiếp. Anh Thái lên level 9 luôn. Lấy cái này tăng né tránh lên. Lưu biểu. Nó bị block à? Fuck. Chắc là tầm vài tháng nữa nó có chứ không? Một năm sau nhé. Nioh 2 ra mắt trên PC một năm sau, giống như Death Stranding ấy. Death Stranding cũng là độc quyền trên PS và một năm sau mới xuất hiện trên PC. Người ta có thông báo rồi.
chơi dòng Yakuza nhưng mà phải có vốn tiếng Anh tốt để hiểu cốt truyện ở Yakuza dài lắm. Ông chơi thử Anno một người. Anno tôi nói chung trước phiên bản 1800 tôi chơi tất cả phiên bản Anno rồi. Nhưng mà Anno 1800 nó hiện tại nó hơi đắt. Nó hơi đắt. Nó tận 60 hay 70 đô thôi. Game xây nhà phát triển. Sao không cho mấy cái xe mua từ EU? Là sao? Chu Thái sao cấp 8 luôn, cấp 9 rồi. Thì Chu Thái đánh nhau từ đầu đến giờ và xe X cho nó thì nó chẳng là cấp 9. Mạnh tướng của tôi đấy. Rồi qua lượt. Vũ khí gì đây? Song chùy à? Khoai đi. 向世人宣告我军大业。 开船。 燃遍天下。 设宴摆席。 欢呼庆祝吧。 随我来。 hậu đun. 斗志重燃。 激情更盛。 À, anh bấm quen tay đấy. Anh công thành anh cứ hay cho cái đục thành, bởi vì cái đấy là hữu dụng nhất. À, thật ra từ lúc đầu anh định đánh tay, nhưng mà lúc sau nhớ ra có đạo này nên cho đạo này luôn. Lấy hồi quân đi, mình toàn auto mà. Hoàng cái. Cái mốt U King nói chung không khoái lắm bởi vì nó sửa skin tướng nhiều quá. Hạ Hầu Đôn, Trương Chiêu và Trương Hoành. Trương Chiêu là vẽ của CA này. Trương Hoành và Trương Chiêu hình như cũng vẽ của CA thì phải. Ôi, cắt game với cái Lin. Update à? Update. Có mod update đã bị cắt luôn. Mod update phát cắt luôn mới sợ chứ.你掀起狂风，枝上花瓣悉数篱落，汉作凌迟，急需圣贤匡扶。前路虽有宵小之辈阻拦，但可诛之。主公兴荣，则天下兴荣。我军已兵临敌军城下，而敌军仍在作苦。 Trường đánh bọn thần vàng. Thái sử tử.
Cái skin bá vương cũng được. À, nhưng mà không biết skin này bọn modder nó có sửa không nữa. Cái này skin lan thôi. Nói chung chơi chơi tôn sách thì đừng up skin này. Cái skin này là cái skin vớ vá vẩn. Cái này lúc vào game nó tự up cho mình rồi. Qua lượt đi. Chiếm nốt kinh nghiệm nào. Xin quân san sư. Như ngươi sở nguyện. Mai không biết đang chơi Lưu Bị hay chơi Tào Tháo đây. Nhìn Tào Tháo cũng có vẻ nứng đấy. Ok, hết bị trừ lắc rồi. Xin dự trương còn cái này nữa. Tào Tháo bảo nị bất tử, nị tự chọn đó. Nói chung là Mai chơi Tào Tháo xong ngày kia lại chơi Lưu Bị, cách cách ngày chơi một clan vậy. Tào Tháo với Lưu Bị năm DLC mới cũng nứng phết đấy, toàn hảo tướng. Mình mà chơi Lưu Bị xong mình đối đầu với Chu Thái bên Tôn Kiên thì không biết thế nào nhỉ. Nó đập cả thế giới. Tào Thuần. Nhà Hán là đang dưới trướng của Tào Tháo đúng không? Nhà Hán là của ai rồi? Viên Thiệu. Viên Thiệu ở tít xa xa đấy gì? Đập luôn, lấy lựu trương. Đi rồi. Cần gì liêm sỉ? Anh Thái này không biết liêm sỉ là cái gì luôn. Thái bá quá. Đây còn chưa mặc đồ xịn hết đấy. Skin level 10. Level 10 up nốt ngay lên. Thì bá cháy. À, xe tiếp ách cho Thái này. Xe tiếp. Level 10 chưa? Chưa. Lúc mấy 33, 30, 25, 26k chưa đủ. Chưa đủ. Ở đây chúng ta không xây cái này, bỏ qua lượt. Không thể như vậy tiếp tục nữa. Sư nãi Đế Long Vọng Sủ. Chấp nhận thôi, nói chung là game mới ra, DLC mới ra lúc nào thường nó sẽ hay bị lỗi thế. Nhưng mà lỗi này hơi nghiêm trọng. Bình thường các bản DLC của
CA ra thì nó cũng lỗi, nhưng mà không nghiêm trọng như lần này. Nhưng mấy bản trước là lỗi chu lỗi Cam Ninh, Cam Niếc ấy, lỗi skin của Cam Ninh đấy, nó cũng có, nhưng mà nó không nặng nề như cái lỗi này. Mà tôi không hiểu sao CA họ có cái chương trình partner với rất nhiều các YouTuber để họ test game mà không ai test ra được cái lỗi này. Tôi thấy trước khi DLC này ra thì các YouTuber trên thế giới họ chơi ở mầm, thế mà chả ai biết cái lỗi này, bỏ tay. Đưa cho mình test có vẻ hơn không? Tăng chưa? Rồi, tăng rồi. Tăng rồi. Tăng 2 điểm cùng lúc luôn. Có tướng về nào về không? Chả có tướng nào về à? Chứng kiến nghiệp xong. Chứng kiến nghiệp xong chả ai về à? Mấy ông chơi lữ bố. Tôi không đủ điều kiện làm partner của CA họ đưa ra là phải 2-3k sắp trở lên cơ. Mà tôi chả thích là partner đâu. Partner xong mình cứ phải nó cứ phải bắt mình chơi. Mình thích chơi lúc nào thì mình chơi. Khi nào nó ra chính thức thì chơi. Thì cứ phải vội. Mà chính là tôi không thích cái chính sách partner ở đây lắm. Nó làm trước thế thì nhiều người ta xem, người ta biết mất rồi. Lúc trải nghiệm DLC nó không được hay nữa. Không nên cho trải nghiệm như thế. Cá nhân tôi phản đối. Và chúng ta sẽ đánh xuống dưới này. Hành thái thì cứ đi mà chiếm thôi. 26. Đó. Ui, đánh bao nhiêu đâu em. Một DLC có hơn 100.000. Thường những cái ông mà xác định làm YouTuber thì nói chung là tiền mua game là phải có. Bởi vì xác định chơi làm YouTuber là phải có tiền mua game. Còn làm YouTuber mà không có tiền mua game thì làm thế nào được? Khó. Far Cry 5 tôi chơi rồi. Far Cry 5 chơi chả hay. Nói chung là Far Cry từ phiên bản 3 trở đi đã bắt đầu như kẹt. Vì bọn Ubisoft nó có cái trò nó làm cái map quá nhiều thứ. Kiểu như cái mục tiêu của Ubisoft họ hướng đến thế giới mở. Nhưng mà từ Assassin's Creed này, Far Cry này đến Watching Dogs này, nó có quá nhiều thứ trên bản đồ chít để mình unlock. Thành ra chơi nó rất là mệt mỏi. Có thể một vài lần đầu thì còn thấy vui, chứ còn càng về sau càng bực mình. Quá là nhiều thứ linh tinh tinh nó cho vào, nhét đầy cái map này. Không biết Assassin's Creed năm nay thì nó có cải thiện được cái gì không. Kể cả Assassin's Odyssey vừa rồi cũng thế. Quá nhiều thứ muốn khám phá hết có mà mất cả tháng trời. Nhưng mà nó chỉ lặp đi lặp lại vài cái nhiệm vụ. Quá nhàm chán. Ubisoft họ phải cải thiện đi. Và đặc biệt là cái phiên bản Tom Clancy Breakpoint vừa rồi của Ubisoft thảm hại. Gọi là thất bại, thảm hại. Bản thân tôi cũng mua game đấy, mất một triệu. Chơi như cất kẹt. Phí cả tiền.
Pha cây nam thì anh chơi rồi, nhưng mà ra cây nam nói chung hay gì em. Thật ra nếu mà lệ em lần đầu tiên em chơi Far Cry thì em có thể em thấy hay, nhưng mà với anh là một cái, anh chơi nói chung là từ phiên bản 1 đến phiên bản 5 thì anh thấy Far Cry càng về sau Far Cry càng mất chất, có phải mất chất mà nó không có đổi mới, nó cứ mô típ đấy nó lặp đi lặp lại. Mình chơi đến lần thứ 5 là mình ngấy tận cổ tận óc luôn rồi. Còn nếu mà ai mà lần đầu tiên hoặc là lần thứ 2 chơi thì anh nghĩ là ok. Nói chung là đa phần nó toàn làm mấy cái việc linh tinh ý. Kể cả Watching Dog cũng thế, Breakpoint cũng thế, Breakpoint ra easy thế, map chi chít chi chít mấy cái thứ linh tinh. Trời bực hết cả mình. Legion of Zelda, Legion Zelda thì nó lại độc quyền trên hệ máy Wii. À tên nhỉ, Nintendo Switch chứ. Chơi giả lập thì nó có một số bàn không chơi được. Có một số bàn nó yêu cầu với cái tay nó phải lắc 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 lắc. Thì chơi giả lập nó không làm được cái việc đấy. Chơi Metro tôi cũng lười lắm. Từ từ đã, chơi game mới đi ông ơi, đợi mấy game mới rồi chơi. Chơi game cũ thì nó không hứng lắm. Sắp tới có Resident Evil 3 đấy, đang không biết là chơi mua hay chơi crack đây. Game đắt vãi chưởng, 1.3 triệu trên Steam mà đã trợ giá rồi đấy nhá. Đã trợ giá mà là 1.3 triệu. Nếu hiểu không trợ giá thì nó thành mấy triệu? 2 triệu, chắc phải 2 triệu. Quá đắt. Watching Dogs 3 thấy hứa hẹn là hay lắm, bởi vì nó lấy bối cảnh nước Anh thời rời khỏi EU và cho co-op 4 người. Nghe cũng có nứng đấy, cũng có tí nứng đấy, nhưng mà không biết thế nào. Bọn Ubisoft dạo này làm game như cân kẹt ấy. Chả được cái game gì ra hồn. Đếch cả nắp nhà nữa. Đi liếm bản đồ. Anh Thái của mình sắp lên level 10 rồi. Bà cháy, bọ chét. 28.000 rồi. Đánh thêm một phát nữa là lên. Final Fantasy Remake. Final Fantasy Remake Final Fantasy Remake cũng chơi cũng được, nhưng mà theo lượt, nhưng mà căn bản là viewer Việt Nam ít người thích Final Fantasy. Chơi game đấy chắc chả có view. Resident Evil ra thì chắc tôi cũng chả stream đâu, tôi làm video thôi. Bởi vì tôi nghĩ tôi stream chắc cũng chả có ma nào xem. Làm video up lên ông nào xem thì xem. Mỗi tập khoảng tiếng. Nier Automata tôi cũng đang định làm game đấy đấy, nhưng mà thấy cũ quá, chắc cũng chả có ai chơi, ai xem. Xe tiếp X chủ thái. Level 10. Up cái này nữa là chuẩn chỉ. Đấy, máu lên 50.000. Đủ xử vào nó. Ồ, level 10 được 2 điểm à? Tập kích đêm đi.
Để tập kích đêm để trừ sĩ khí của nó, mình đánh càng dễ. Reset the Navy. Cứ chơi đi em xem cho. Ừ, cảm ơn em. Ơ, Nier Automata vừa sale 50% ấy, tôi vừa mua hôm trước xong, tôi thấy nó sale 50% tôi mua luôn. Mua sale 50% nó có 400.000. Game cày á, tôi có chơi game cày nào đâu. Từ trước đến game bây giờ đến game đây là tôi chưa chơi game nào game cày cả. Toàn cái game trải nghiệm mà, game cốt truyện mà. Không suy mà mỗi tập 1 tiếng xem hơi chán à. Anh cũng chưa biết được. Bởi vì thứ nhất là anh bỏ ra 1 triệu 3 anh mua cái game đấy thì anh phải vắt. Anh phải làm sao anh vắt được. Nói chung là nó phải hiệu quả một chút. Bởi vì số tiền nó cũng hơi nhiều. Game khá đắt. Chứ cũng chả phải rẻ gì. Làm xong tôi ngồi lèo tèo ít tương tác quá cũng hơi nản. Nói chung mà anh cũng là dân kinh doanh nên là đầu tư nó cũng phải có một chút bài bản. Chứ cũng không phải là thích game nào là mình mua game đấy. Mặc dù là mình cũng thoải mái điều kiện nhưng mà nói chung nó cũng phải hợp lý nữa. Còn nếu mà bình thường như ngày trước anh mua game anh chỉ chơi thôi, anh chả làm gì thì thoải mái. Triệu 2 triệu đơn giản. Chủ thái. Cái điểm này sắp tăng chậm đấy nhỉ. Mình làm bao nhiêu quét rồi. Hai thay đổi mỗi lượt. Rồi đánh mẹ vương lãng đi. Sợ gì bố con thằng nào. Vương lãng cũng là đầu hổ này. Cũng là quét. Vì sao Divin kiểu ấy thôi. Viêm ma thôi. Game ma thì nói chuyện nó cũng chỉ đơn giản, chủ yếu là do trải nghiệm. Anh cứ lên đi xem cho. Được rồi, để anh tính. Bởi vì thực ra anh muốn làm Richard Levin, anh muốn làm Việt sắp game đấy. Anh là muốn làm video Việt sắp. Mà trong stream thì anh không thể làm Việt sắp được. Anh chưa biết làm như nào để anh tính đã. Chu Thái đi rồi à? Chiếm Đinh Lăng. Đầu hổ đâu hết rồi? Đầu hổ là Cối Khê à? Chiếm tiếp Cối Khê là thông một quét nữa. Còn được. Grimdao anh chơi rồi. Grimdao anh phá đảo rồi. Grimdao anh chơi mấy chắc này. Anh chơi nhiều game phết đấy. Chồng thế. Grimdao ngày xưa mình chơi cái chác gì cầm song súng ấy, cầm súng ấy, hai khẩu súng song súng này bắn, quên mất tên nó là clan gì rồi. Anh dịch bằng mồm, tiếng Anh của anh thì nó không giỏi để dịch bằng mồm, anh không giỏi tiếng Anh đến mức đấy. Thế nên là anh cần có thời gian để anh dịch. Thành ra làm video là hợp lý nhất. Vốn tiếng Anh của anh không giỏi đến mức là dịch trực tiếp, dịch ngựa ngay trên stream được. Chiếm nốt cái tỉnh này xem nó... Ơ, mình đang bị vây thành nào đây? À không, thành này đang bị đổi loạn. Cứ tưởng bị vây. Không thằng nào dám đánh Tôn Sách nhỉ? Tôn Sách không thằng nào dám đánh luôn. Cứ đi ung dung đi chiếm thành thôi. Chưa thấy Tôn Nhân trưởng thành nhỉ? 11 tuổi, ôi giời, còn sơi. Tôn Quyền cũng chưa thấy trưởng thành. Đợi Tôn Quyền trưởng thành ấy. Metal Gear Solid 5. Game đấy chưa chơi. Nhưng mà game đấy cũng lâu rồi.
anh em giỏi tiếng Anh lắm. anh của em á, tức là anh của em á, hay là anh em trên stream? Bit này. Khảo lưu ý xa vô phong thị, đáng gắn chính sư vô đẳng, định yào dị xa. Anh ngày xưa có học hành gì đâu, tiếng Anh nó bập bóm lắm. Đâu sư vì cơ tư sinh nhẹ ở trận bạ. Dịch ngựa không dịch được, chịu. Tôn Quyền, anh Quyền đã sánh dậy rồi. Sư phong ngô hồ, xiao mê tí chuyên. Tiến quân sang Lưu Giang đúng không? Có ông vừa bảo tiến quân sang Lưu Giang. Đó. Điểm lên chưa? 4 điểm dương rồi. Thế thì chứng tỏ là không cần phải hoàn thành hết những cái điểm này. Hoàn thành được khoảng một ít thôi là chúng ta cũng đã tốn sách không thể chết được. Thế thì cũng không khó lắm. Chính là cái bọn CA nó toàn quảng cáo láo. Khúc nghĩa. Anh em trên stream à? Được rồi, cứ để cân nhắc. Ơ, thằng này mà chán sống à? Dám bao vây mẹ mày hổ tướng. Nhưng mà chán sống rồi. Xin hoài nụ hổ, phê dụng sá tí. Lấy vợ rồi mẹ à? Tôi biết mà. Ui, mẹ thằng này lắm đồ đấy. À, cho nó cưỡi con ngựa này luôn. Ngựa có sở trường nữa thì càng đẹp. Mãnh tướng Chu Thái. Tôn Quyền đẻ ở đây đi. Tôn Quyền Bách Ly Kiếm. Gân trọng ở hậu, trí yê phán mạo. Ờ thì thôi, lỡ chơi rồi thì chơi, để mai mình chơi game khác vậy. Ờ, qua lượt thôi. Em nghĩ mấy game cốt truyện vẫn nên làm video như kiểu phim truyền hình xem mới hay. Ờ, anh đang tính mấy cái game anh vừa stream xong anh vừa quay. Stream xong xong rồi anh lấy video gốc anh biên tập thành một video theo từng tập. Vừa stream vừa làm video. Cho những ai mà không có thời gian có thể xem video tóm tắt kiểu vậy. Chắc là vậy rồi, chắc chỉ có cách đấy thôi. Thì vừa stream vừa ấy được. Văn xú à, tầm này thì còn tầm. Thằng này rất hay kiểu chiêu ngươi mình ở đây nhé. Chu Thái đi đánh không mất máu, sợ thật. Một loạt búp xịn ở đây. Văn Sú về à?
Tuyền. Chu Du được rồi. Xe ếch cho Chu Du phát. Chưa lên level. Tăng tăng một mình ông chủ tài ông chiếm từ chỗ này phi ông giờ chiếm sạch chỗ này rồi. Bá đạo vãi trưởng. Chu Thái bây giờ lữ bố mà gặp Chu Thái chỉ có chết, kể cả vợ, kể cả quan Vũ. Ever 10 một đống búp ở đây. Quá mạnh. Rồi, rồi chúng ta hôm nay dừng đây thôi anh em. Ngày mai chúng ta chơi game khác. Ngày mai có thể là Lưu Bị hoặc là Tào Tháo. Game Tôn Sách này đang bị bung nên chúng ta sẽ drop ở tập này. Đợi khi nào fix xong thì chúng ta chơi sau. Ok. Nhưng mà nhìn chung thì đánh giá qua thì Tôn Sách không phải là clan khó như là quảng cáo nó nói. Bởi vì chỉ cần làm được một vài quest thôi là cái lucky này của Tôn Sách nó sẽ không giảm nữa. Cho nên ở đây cũng không phải một clan khó, cũng không phải quá là cấp bách. Và cái điểm lucky này nó cũng giảm rất là chậm. Tuy là giảm 10 điểm nhưng rất là chậm. Cũng chẳng sợ. Và cộng thêm là quá nhiều tướng xịn về với Tôn Sách, càng đánh thì càng nhiều tướng xịn, thành ra đây là một cái lên tôi nghĩ là dễ. Như vậy chúng ta chơi Nghiêm Bạch Hổ dễ này, Nghiêm Bạch Hổ lại cũng là một cái clan nó hơi bị lỗi một tí về cái công trình phụ khi nó cộng tới 50% income từ bandit. Mà chúng ta có thể chỗ nào mà nhiều làng là mỗi làng một cái là cũng rất là nhiều. 100-150% từ tiền từ bandit là quá nhiều. Cái đấy cũng cần phải fix. Cái thứ hai là Tôn Sách hôm nay chúng ta chơi lỗi Chu Thái rất nặng. Thì cái đấy là cũng phải fix. Và chơi Lưu Bị buổi chiều thì chưa thấy có vấn đề gì. Chưa thấy Lưu Bị có vấn đề gì. Thì ngày mai chúng ta chơi thử Tào Tháo đi. Xem Tào Tháo có vấn đề gì không. Rồi. Ok, và test qua nhanh mấy clan mới thì hiện tại chúng ta thấy có 2 clan bị lỗi. Lưu Bị thì vẫn ok. Nên anh em nào muốn trải nghiệm từ game này, DLC này thì chơi Lưu Bị trước. Hợp lý. Rồi. Hy vọng em thích series này của mình. Và nếu xem thấy hay thì bấm nút subscribe, nút chuông để ủng hộ mình nhé. Chúc anh em ngủ ngon và hẹn anh em ở những buổi clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.